đấy. Chim bồ câu muốn là biểu tượng cho sự hòa bình và an lành. Cánh chim giải dang rộng cánh như báo hiệu cho sự tự do, ấm no và hạnh phúc. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng sáo trong trẻo của bạn Bùi Công Thơm đã đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia về độc tấu và hòa tấu nhạc cụ truyền thống qua tiết mục mang tên Cánh chim tự do, sáng tác bởi nhạc sĩ Tiến Vượng. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.